Giờ mình mà dừng lại là anh em mình là đi luôn á. Ê, nó hút mình rồi. No. Ê. Ui, vẫn bị hút mà. Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với channel của mình. Và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Thợ Săn Wither Storm. Và bây giờ thì mình đã rời khỏi cái vùng biển nơi mà cái con Wither Storm nó đang săn lùng mình các bạn. Mình đang chạy trốn nó kiểu như xa nhất có thể luôn. Và bây giờ thì chúng ta đã tới một cái vùng đất liền khác. Và nhiệm vụ của mình trong ngày hôm nay có thể là mình sẽ bước qua Nether để trốn nó một khoảng thời gian. Hy vọng là nó sẽ mất vài ngày để qua bển để săn đuổi mình ha. Mong là vậy. Rồi, và bạn nào có nhu cầu mua ạc Roblox cũng như là thử dựng may Roblox á, thì nhớ ghé qua shop của Lộc nha. Lên shop Lộc có đặt dưới phần bình luận video á. Còn bây giờ thì... Ê, có cù luôn hả? Đây rồi. Hồi nãy giờ mình đang đi tìm cù các bạn ạ. Bởi vì mình còn một ít cái len cù để chúng ta làm một thứ rất là quan trọng luôn. Ok, hình như đủ luôn rồi đó. Ôi dạ, trời. Con xuống. Ê, hai con luôn à. Bước vô đây. Mới vô đã cần hai rồi. Trời đất ơi. Trời ơi, mấy cái con Reaper này nó làm cái gì vậy? Nó đi cả đàn các bạn ơi. Sợ ghê. Ok, có thịt cụ ăn luôn rồi nè. Lượm luôn. Rồi, giờ thì mình sẽ kiếm một cái chỗ nào đó an toàn một tí. À ha, mình đi ngủ nha. Đúng rồi. Cứ khuyên chi rồi bị Reaper nó dí. Đi ngủ cái đi các bạn. Sáng dậy mình sẽ bắt đầu chế tạo một thứ cực kỳ hữu dụng cho những ngày kế tiếp ha. Đó, chính là một cái ba lô. À, công thức của nó thì ấy hình như mình còn thiếu. Đó chính là cái backpack tăng nè, cái để giúp mình chứa nước cũng như là nhung nham đó các bạn. Thế nên là bây giờ mình cần đào một ít cát nha. Đây. Được ôi trời, nhiều quá. Hơi dư rồi nha. Ôi. Cần thêm một chút đá nữa để mình làm cái lò nung á. Ok, dưới này có đá luôn. Chế tạo ra cái lò nung nè. À, đặt xuống để mình nung cát lên chứ không gì hết á. À, chất đốt thì mình có thể dùng những cái khúc gỗ này. Ok, đổi ra ván ha. Nung cho nó lâu hơn một tí. Rồi, giờ thì đợi thôi. Ui, nghĩa coi con Wither Storm nó đi tới đâu rồi. À dạ, nó vẫn chưa đuổi kịp mình các bạn ơi. Nói chung thì có thời gian thì mình nên chạy một khoảng xa như vậy nè. Để mình kiểu như thoải mái hơn trong việc tìm kiếm tài nguyên cũng như chế tạo đồ á. Mình sẽ thêm một cái lò nung nữa. Đây sẽ là cái giúp mình nấu thức ăn đi. Mình sẽ nấu một ít cái thịt bò lên. Tại vì thịt bò nó sẽ tốt hơn thịt cừu tương đối á nha. Rồi, và nãy giờ nó nấu được 4 thủy tinh hả? À, 4 thì chưa đủ. Mình cần tới 6 thủy tinh lận các bạn ơi. Và... Rồi, giờ thì đã có 6 thủy tinh rồi ha. Đặt ở hai bên như vậy. Thêm phía trên là một ít sắt. Là chúng ta đã có được cái backpack tăng. Ủa? Ôi trời ơi, nó cần tới hai cái backpack tăng lận. À, vậy là phải đợi thêm một tí nữa các bạn ạ. Nè, giờ thì mới bấm công thức được nè. Ok, có đủ hai cái backpack tăng ha. À, hình như là nó cần thêm vàng nữa. Ồ, một cái rương nữa nha. Wow. Sẵn đây thì mình sẽ nấu luôn mấy cái khoáng sản đi chứ để nó trong người chật chỗ quá các bạn ơi. Rồi, có thêm một chút sắt. Và làm thêm cái túi ngủ nữa. Giờ thì hoàn chỉnh công thức để chúng ta làm ra cái ba lô rồi ha. Và với cái ba lô này... Ồ, Nhân Lan. Ôi trời, lại là cái bác bán đất này. Thôi đi bác ơi, bác này đi tới đâu lại báo tới đó à. Hồi xưa, hôm qua mình gặp một bác như vậy thì cái con Wither Storm này nó ghé qua liền các bạn ơi. Mong là lần này thì sẽ không như vậy nữa ha. Và cái backpack này á... Nó khá là nhỏ. No. Hình như... À, mình có thể nâng cấp nó lên được các bạn ơi. Vậy là mai mốt mình phải để dành tài nguyên nâng cấp nó lên á. Bây giờ thì nó ở mức là tương đối đủ để mình dùng thôi á. Chứ nó không quá to đâu. Rồi, cất được một mớ đồ vô rồi nè. Đợi nó nấu khoáng sản xong là chúng ta sẽ lên đường tiếp ha. Và để thực hiện được cái mục tiêu đó chính là trốn qua địa ngục thì bây giờ mình cần phải tìm một cái hang khá là sâu dẫn tiếp dưới lòng đất và chúng ta đi khai thác hắc diệm thạch hết các bạn. Sẵn đây thì mình sẽ tìm thêm kim cương để đủ full một set giáp kim cương luôn đi nhờ. Như vậy thì cái độ phòng thủ của mình nó sẽ tăng lên kiểu như là tối đa luôn đó. Nhưng mà vấn đề là khúc này mình không có thấy cái hang nào hết các bạn ơi. Toàn là mấy cái cây gỗ bạch dương thôi hả. Eo, căng rồi nha. Để mình thử đi một đoạn nữa coi. Coi có gặp được cái hang nào không á. Rồi chúng ta sẽ lũi xuống dưới.
Úi, đây nè nè nè. Có một cái hang luôn các bạn ơi. Hình như cái hang này cũng không sâu lắm, nhưng mà mình sẽ thử đi xuống kiểm tra thử ha. Ui thiệt, nó không sâu thiệt các bạn à. À không, nó sâu nha. Nó sâu thêm đường chút. Đây rồi, đây rồi. Quá trời quái luôn. Xuống thôi các bạn. Mấy chỗ này thì chắc cũng sẽ dẫn mình tới một vài nơi ổn áp hơn đây. Ây da, trời ơi, nó bắn mình gác vậy. Tròn VN, đừng có bắn nữa. No, no, no. Ui da. Ổ đi. Ừ. Rồi, 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 rồi. Núp thôi các bạn. Ủa, ở đây làm gì có lá nữa vậy? What? Có khu mỏ ở đây nữa. Được đó nha. Chỗ này thì toàn là nước thôi. Chắc mình sẽ lẻn vô khu mỏ đi các bạn. Không đi hướng kia, mà đi hướng này ha. Ê. Ui, tính gà lắc máy cũng là lợi thế nha. Mình có thể nhìn xuyên địa hình. Mình nhìn xuyên địa hình được luôn. Ồ, có vàng nè. Coi thử ơi, có con Wither Storm gần đây chưa? Hình như là không thấy nó các bạn ơi. Để nha. Lúc mà nó chưa lại gần thì mình vẫn còn cơ hội để trốn qua Nether đó. Để coi coi. Ủa, ở đây cũng sâu lắm rồi mà ta. Sao không thấy bất kỳ một cái chỗ dung nham nào hết nhờ? Lạ thật. Để mình đi thử thêm một tí nữa. Hướng này có vẻ dẫn sâu hơn nữa nè. Ủa, ở đây dân làng dân mai. What the heck? Ủa, đâu ra bác này nữa vậy? Hình như phía trước là cái spawner của zombie hay sao á. Ờ, chuẩn luôn. Yêu yêu, lại một bác dân làng khác. Thôi thôi, cái này hết cách rồi. Mình không có thời gian để cứu đâu. Thân mình còn lo chưa xong. Trong thùng thì sao? Có cái bản đồ gì đó các bạn ơi. Nhưng mà bây giờ chắc mình chưa có thể khám phá rồi. Mình sẽ lấy cái đè luôn đi. Ừ, cái đè tới mấy khối sắt lận á các bạn. Bỏ cũng ổn ha. Nhiều vấn đề là mình vẫn chưa tìm được chỗ nhung nham nữa. Sao mà thấy hơi toan rồi đó. Ê, nhung nham. Ú, kim cương nữa. Đây rồi. Vừa có nhung nham mà vừa có kim cương các bạn ơi. Ê, tuyệt vời nha. Được, 5 viên. Nice. Giờ thì mình sẽ bắt đầu đổ nước ra để chúng ta tạo ra hắc diệm thạch. Và từ đó lấy nó và chở lên trên ha. Để mình nghiêng nghía coi gần đây còn kim cương không các bạn. Lỡ xuống đây rồi, tham lam tí đi. Biết đâu bất ngờ. Ui, nó vẫn còn đường nha. Qua luôn. Ồ, có vẻ là không có kim cương rồi. Vậy thì thôi, mình sẽ trở lại với chỗ này để chúng ta lấy thật là nhiều hắc diệm thạch mang về ha. Rồi rồi, tốc độ tốc độ. Không có nhiều thời gian cho mình đâu. Rồi, sau khi đã có được hắc diệm thạch thì chắc là chúng ta cũng chuồn thôi các bạn. Mong là con Wither Storm nó chưa có mò tới đây ha. Ê, mình có nên làm cánh cổng ở đây luôn không? À mà quên, mình làm gì có cục đá lửa để kích hoạt cánh cổng nữa. Đúng rồi, vậy là chúng ta bắt buộc phải đi lên trên rồi đó các bạn ơi. Gần đây không biết là có cái khúc sông nào không để chúng ta tìm cục sỏi á. À đây đây đây, có luôn nè. Cục sỏi, cục sỏi. Ui dồi trời, con nào bắn vậy? Ê ê ê ê, chơi không cho bắn lén nha. Vậy không vui đâu á. Ui, bị nổ còn không vui hơn. Đây đây đây, có sỏi các bạn ơi. Lẹ 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 lẹ, tốc độ tốc độ. Ui, đi chỗ khác đi. Ok, hai cục được rồi. Giờ thì thử vận may thôi. Hy vọng là cục đầu tiên sẽ rơi ra sỏi luôn ha. Ủa, cục đá lửa luôn. Nào nào, đá lửa, đá lửa. Ủa, đây rồi. Yes, mình đã có đá lửa. Giờ thì kết hợp với cục sắt nữa thôi là chúng ta sẽ tạo ra được cái bật lửa ha. Yeah. Giờ thì không chần chờ gì nữa, lập tức đi qua địa ngục thôi các bạn ơi. Hồi nãy mình đào dư dư hắc diệm thạch ra để có gì á. Ví dụ mình quăng bển mà không ổn là mình làm cái cánh cổng chuồn liền các bạn ơi. Phải thủ đừng lui á. Ê, nhưng mà mình xài hao rồi. Không được, phải đập những cái cục này ra. Phải ít nhất là 10 cục thì mình mới làm được một cái cánh cổng địa ngục ha. Ok. Nào nào, lẹ 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 lẹ. Trời ơi, cái cúp mình nó cụ bắp quá. Ok, xong, kích hoạt thành công cánh cổng rồi. Ừ, chưa chưa. Đi nghĩa coi. Cái con Wither Storm nó tới đâu rồi? Ủa, nãy giờ không thấy nó lại gần mình ta.
Ồ, bữa nay hình như là nó đã chậm lại rồi các bạn ơi. Kìa, mình thấy nó cũng vậy hả? À không, hình như nó gần hơn một xíu rồi. Ui, thôi 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 thôi, không nhây nữa. Hôm bữa cũng nhây nhây nó dí chạy muốn tụt quần luôn. Rồi, chuồn qua bên địa ngục và chúng ta sẽ ở bên bển một khoảng thời gian để cày đồ ha. Mong là sẽ ổn. Ây da. Ok, mình đã qua được bên địa ngục rồi. À, mà giờ mới nhớ, mình có được một cái quyển sách hướng dẫn cho người khám phá nè. Mình sẽ mở nó lên ha. Nó sẽ có cho mình một vài cái lời khuyên á. Ủa da. Nó có nói lên cái trạng thái của cái con Witherstorm luôn hả? What? Trời ơi, này là toàn ính lịch cơ mà. Anh thằng ơi. Ui ui, căng nha, căng nha. Tiến trình. À, mình đã tìm ra cái mục tiến trình rồi các bạn. Lúc đầu là mình thoát khỏi Twilight Forest. Tiếp theo thì mình cần phải làm trái TNT Super. Ủa? What the hell? Có hai cách để chúng ta tìm nó. Đầu tiên là mình cần phải trở lại thế giới thường. Sau đó tìm một cái công trình nhỏ và có hy vọng tìm thấy một cái bản đồ. Từ cái bản đồ đó mình sẽ có thể đi tới công trình và lấy được trái Super TNT ha. Còn không thì chúng ta có thể qua bên Eder sử dụng đá phát sáng. À, tôi chắc mình dùng cách này cũng được á các bạn. Rồi sau đó mình vẫn phải đi trên những hòn đảo để nó dẫn mình tới cái chỗ trái Super TNT. Ủa, vậy thì Super TNT là cái gì nhờ? Nghe cái tên thì mình đoán nó sẽ là một cái trái TNT cực kỳ bá đạo á các bạn ơi. Liệu rằng với một trái đó, con Wither Storm nó hút vào là nó nổ banh xác luôn hả ta? Cũng có thể lắm á. Wow. Được nha, nhưng mà qua đây thì hơi nguy hiểm. Mình mà bất cẩn lọt xuống dưới là coi như chúng ta trắng tay tiếp đó các bạn. Nên là mình phải tập trung ở đây trước rồi đó. Và bây giờ việc của mình cần làm đó chính là mình sẽ đi khám phá trước đi. Để mình kiếm thêm một vài công trình để chúng ta kiếm đồ. Và bên này có một cái đặc biệt á, là mình có thể tìm được những cái netherite để chúng ta nâng cấp cái giáp mình lên thành giáp netherite. Như vậy thì sẽ càng xịn sò hơn nữa đó. Và cho mình có vẻ là không gần cái pháo đài nhưng mà nó gần một cái công trình gì đó. Cũng được. Mình lấy một ít block rồi chúng ta trèo qua bên đó coi thử như thế nào ha. Nín thở đặt block các bạn ơi. Thở là đặt tầm bậy đó. Ok, tới đây chắc nhảy được rồi đó. Ok, nhảy qua. Và ủa, cái này là pháo đài địa ngục á hả? What? Ủa, pháo đài gì mà nhỏ vậy? Ui, không, pháo đài nó còn dẫn sâu qua bên kia kìa. Ê, 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 thích khách, thích khách. Ui, 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 ui. Chưa gì đã gặp thích khách rồi. Có con quỳ lửa kìa. Thôi, giờ mình chưa cần săn nó đâu các bạn. Ê, đã phát sáng. Yes, mình đang cần nó. Sẵn đang gặp các bạn. Mình sẽ đào để dành luôn á. Để ít hôm nữa mình cần thì mình có mà dùng luôn. Tuyệt vời đấy chứ. Tiếp theo sẽ là cái hành trình đi tìm những cái rương trong pháo đài. Theo như mình biết thì trong này nó sẽ có một vài cái vật phẩm đặc biệt và nó sẽ giúp mình trở nên mạnh hơn rất là nhiều để chống lại cái con Wither Storm ha. Và một trong những cách để chúng ta tìm nó là khám phá pháo đài và cái gì? Mình săn được một cái đầu xương đen luôn. Ôi, hôm nay nhân phẩm của mình có vẻ rất là cao các bạn ơi. Ủa, có điểm nha. Trời đất ơi, cái tỷ lệ nhặt được cái đầu xương đen này nó thấp lắm á. Mà trong khi mình không có dòng nhặt gì luôn mà vẫn nhặt được. Ây à, thời tới rồi các bạn ơi. Ok, kìa, có rương luôn nè. Để xem cái rương đầu tiên trong pháo đài này. Trời ơi, nó bèo. Ủa, alo. Chắc không sao. Nháp thôi các bạn. Ở đây nè, có cái rương khác. Hai cái luôn. Yeah. Nó khá hơn một xíu rồi nè. Có vàng. Thêm một chút sắt. Bên này thì sao? Tiếp tục là vàng thôi. Ồ, không có kim cương gì hết ta. Phải có kim cương thì hay biết mấy. Giờ mình có 5. Ê, được rồi ta. Mình đặt cái bàn chế tạo xuống rồi chúng ta làm thêm một cái nón kim cương đi các bạn. Mình nghĩ đó là một cách hay á. Ok, thay thế cho cái nón vàng ha. Mình chờ một món đồ
bằng vàng lại à, bởi vì mình sẽ có ý định là khám phá Bastion nữa. Nên là cái món đồ vàng đó sẽ giúp mình không bị mấy cái anh Bitlin cà khịa các bạn. Ừ. Trên này thì cũng có rương nha. Được đấy chứ. Có thêm một chút sắt nè. Ủa? Ôi bên kia là cái chỗ chứa than kìa. Ơ hay. Mình sẽ qua một bển để chúng ta lấy thêm than luôn. À, và còn có cái khu vực trung tâm này nữa, đúng rồi. Chỗ đó có rất là nhiều thứ quý giá cho mình đó nha. Mình nghĩ là mình nên qua đó để khám phá các bạn ơi. Ủa? Ủa dưới này có rương à? What? Ê, phát hiện mới. Ý. Coi. À, một cây cung. Cũng có thêm sức mạnh nè. Ngon. Và rất là nhiều mũi tên luôn. Lấy ra và dùng luôn chứ. Ý. Ủa? Tại sao mình lại dính hiệu ứng đầm chậm vậy? Ôi vậy thì khó nha. Hỏi chiến đấu các bạn ơi. Lo lút thôi. Được không? Qua bệnh mấy anh ơi. Ủa ở đây không có rương à? Thử lên trên coi. Mình nhớ là phía trên sẽ có thêm vài căn phòng nữa các bạn à. Ủa kỳ vậy. Bịp rồi. Ở trên nóc thì sao? Ừ, trên nóc có rương nhưng mà có xương đen các bạn ơi. Nhưng mà trời lớn luôn. Mặc dù đánh chậm thiệt đó, nhưng mà mình vẫn phải chiến đấu ha. Rồi, lúa thôi. Có đồ vàng. Yêu. Ê, bị đánh lén. Trời đất. Đồ vàng không hả? Vậy thì thôi, mình không ở trên này nữa các bạn. Ở tiếp dưới kia có một cái khối quặng mảnh vỡ cổ đại, nhưng mà bây giờ mình không có kháng lửa nên là không thể nào lấy được các bạn ơi. Khá là khó cho mình. Ủa? Ủa cục này cục gì á? Ê, hình như cái cục này chính là nguyên nhân chính. Ê, nguyên nhân chính làm cho mình bị đào chậm á các bạn. Wow. Cái này mới nè, cái này mình mới biết ở trong công trình này luôn á. Lúc trước mình khám phá công trình này tương tự nhưng mà không có đâu. Wow, cái này có được nâng cấp rồi. Để mình thử đi xuống lòng đất coi, coi nó có đường dẫn không. À đây, đường dẫn xuống dưới nè các bạn ơi. Mình sẽ đi một vòng xuống dưới. Biết đâu ở dưới thì đồ nó cũng được nâng cấp thì sao. Mình nghi lắm. Có con quỷ lửa canh gác hả? Thôi không đi qua đó đâu. Không thôi là nó bắn cháy màu mới các bạn à. Mấy con đó nóng tính lắm. Mình qua đây đi cho lạnh ha. Ok, sẵn tiện loot cái rương này luôn. À, đồ nó không cho thêm. Ê, một pho vàng nè. Lấy luôn. Hơi buồn nha. Hy vọng là mình đi khơi khơi một hồi á, loot được thêm vài cây kiếm netherite các bạn. Theo như mình biết á thì trong này cũng có kiếm netherite đấy nha. Coi. Rìu. Kiếm vàng. Rìu vàng. Sao không phải là đồ netherite. Quê sẽ. Ê, trong góc này có thùng nè. Lục thử coi. Liệu rằng có vẻ là nó cũng không khá hơn là bao các bạn ơi. Vẫn không có vũ khí netherite ha. Chiến này đi là thất thu rồi. Mặc dù hơi thất vọng một xíu nhưng mà thôi. Vô đây ít ra mình cũng kiếm thêm được một ít vàng để dành đó các bạn. Giờ thì mình sẽ rời bỏ cái pháo đài địa ngục này. Và chúng ta sẽ đi tới một nơi xa hơn. Hy vọng là có thể tìm được Bastion ha. Trong đó chắc sẽ có nhiều thứ giá trị hơn cho mình. Uầy, tính ra là cái pháo đài là cái Bastion luôn nè. Tuyệt vời. Và cái Bastion này để coi nó có cái rương nào lộ thiên không. Mình vô mình loot trước các bạn à. Nghèo, có vẻ là không có rồi. Nhưng mà không sao, mình sẽ từ từ lần mò vô các bạn. Thời mình tới rồi. Mình sẽ đi thẳng vô chỗ trung tâm luôn ha. Vì bây giờ mình đang mặc một cái ủng vàng á, nên là mấy anh Bitlin này cũng thân thiện với mình lắm. Trừ canh này. Làm gì tính nóng vậy? Định làm gì tôi? Ok, xung quanh mình có vẻ an toàn các bạn. Mình thử đập luôn cái rương này coi. Coi như thế nào ha. Ây da, mình đập hình như là bị dí các bạn ơi. Ui, mấy ảnh cầm kiếm các thứ lên quá trời kìa. Ôi, sợ nha. Ui. Trời. Giật hết cho mình.
chặn cái đường này lại. Bây giờ mình phải làm sao dụ cái thanh niên Bích Liên hung bạo. Ôi trời đất ơi. No no no. Hướng này khó quá thì chắc mình đi lên trên đi. Ồ, ở trên nó còn có rương nè. Cũng được đi. Ok, và có sách, quyển sách tốc độ linh hồn, cũng như là một cái ổn tương tự. À, không tốt lắm. À, thứ mình cần chính là hai cái rương bự ở trong cái basin này. Chắc trong đó sẽ có vụn netherite các thứ đồ cho mình á. Hoặc là những thứ giá trị hơn như là mấy cái dụng cụ, vũ khí kim cương đồ. Ok, mình sẽ thử đi tìm ha. Thử lên cao đi. Sẵn ghé qua đây lượm khối vàng luôn. Ngon đấy chứ. Ê, nó đây rồi, nó đây rồi. Ê, nhưng mà ở đây có đại ca. Mình lỡ chọc đại ca Bích Liên rồi các bạn ơi. Đại ca hả? Quýnh đại ca luôn. Đại ca bước qua đây. Quýnh đại ca luôn. Rồi rồi rồi. Giờ mình làm đại ca rồi các bạn. Mình hạ đại ca cũ rồi. Chắc là mình lút rương an toàn rồi đó. Nó cho mình một cái gem gì nè. What? Cái này thì mình đánh cái lửa à, đúng không? Mình sẽ thử ha. Thêm một cái gem khác nữa. Wow, nhiều gem vậy. Có thêm thức ăn các thứ cho mình nè. Một cái nỏ, tương đối ổn. Rồi test thử luôn. À hả, có đánh ra lửa không? Sao mình không thấy đánh ra lửa xíu nào hết nhờ? Thử lại coi. Đúng rồi, cái này chỉ áp dụng lên kẻ tấn công thôi á, attacker, chứ không phải là mình. Ok, đã là vậy cũng phản đam ra lửa các bạn à. Khá là ngon đó chứ. Mới mốt con Wither Storm nó mà cắn mình là nó sẽ bị đốt cháy ha. Mình thì không sợ. Ngon ngon. Rồi, đặc điểm của cái Bastion đó chính là có những cái Flaming Gemstone này. Hiểu luôn. Và hết rồi. Ủa? Fairy Blood. What? Cái này nó có thể giúp mình tạo ra Fairy Ingot và chế tạo ra kiếm các bạn ơi. Wow. Ngon nè, cái này ngon nè. Một loại khoáng sản xịn. Vậy là mình phải trở lại cái khu vực pháo đài địa ngục để chúng ta săn quỷ lửa rồi. Ê ê ê, mình cuối cùng cũng tìm ra được một thứ quý giá giúp mình làm vũ khí rồi các bạn ơi. Đã thiệt. Bắn cái gì? Người tới số với ta. Ê, mình sẽ lấy cây cung ra. Bụp nữa các bạn. Ok, tấn công. Một hit, hai hit. Ồ, cung mình hai hit hả? Ây da. Nhưng mà nó rơi vô nhung nham rồi các bạn ơi. Không có lượm được cái que nữa hết. Sukana vậy. Nãy giờ mình quên dùng cái cây gậy này các bạn. Nó sẽ cho mình cái khiên giống như là con Pháp Sư Lít gì đó. Khá là hay luôn á nha. Và mình nghĩ nó sẽ giúp mình sống sót trong những lúc cấp bách, chẳng hạn như là bị cái con Wither Storm nuốt vào ha. Ok. Review sơ qua thôi. Mình để dành á chứ không có dùng thường xuyên đâu. Ủa sao không có cái que nữa vậy ta? Kỳ ta. Ok, ba con không con nào rơi ra que luôn. What? Thử lại coi. À đây 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 đây, cuối cùng cũng có được một cái que rồi các bạn. Và mình chỉ cần đúng một cái que thôi là đủ. Yeah, mình sắp chế tạo được vũ khí nóng rồi. Đã quá à. Còn kia đi chỗ khác. Thấy chai đẹp là tùm tướp. Rồi ok. Ồ thêm được cái que nữa. Ngon. Để dành luôn. Rồi, mình có ít gỗ nè, làm cái bàn chế tạo đi. Tại cái ba lô mình nhét đồ đầy quá. Rồi, mình sẽ đặt theo công thức của một cây kiếm bình thường ha. À, ơi, nhưng mà hình như trước tiên mình cần phải làm cái loại sắt đặc biệt thì phải. À, chính xác. Đây, Fairy Ingot. Hai cái, que quỳ lửa dưới. Rồi, vậy là mình sẽ có được Fairy Sword. Cái này thì nó sẽ đốt cháy cái mục tiêu mình đánh ha. À, cái này chắc là phải đi lên thế giới thường test nó mới đã các bạn. Tại bên này đa số mấy con đó nó kháng lửa rồi. Cũng không xi nhê lắm. Rồi, giờ kiếm lấy kiếm lửa quánh con quỷ lửa luôn cho máu nè. Quỷ lửa hả? Đó đó, mình quýnh là nó cháy nè các bạn. Thử coi. Ui, cháy đi. Cháy đi.
À không cháy à? Ok không cháy thì thôi. Ê, mà mình thấy có một cái điều khá là kỳ lạ các bạn. Đó chỉ là từ nãy tới giờ mình qua đây cũng rất là lâu rồi, nhưng mà Witherstorm nó không có qua. Ê, có lẽ nào Nether con Witherstorm nó không có qua được không? Vậy cũng hay. Ví dụ khó khăn quá thì mình cứ chuồn qua Nether mà núp thôi các bạn. Ý kiến hay á. Ôi. Chưa, để bây giờ mình săn con Enderman này cái đó. Tập trung nha. Cái anh cao to đen hôi này mạnh dữ lắm. Ồ, nhưng mà không có săn được ngọc Ender. Trời ơi, lần trước mình dùng hết ngọc Ender rồi. Uổng ghê luôn, dùng tới mấy cái ngọc mới sống được các bạn. Ây da. Thành thử ra là bây giờ mình phải cày ngọc Ender lại mới được. Ok, và tình cờ bên địa ngục cũng là nơi rất là dễ gặp Enderman ha. Mình sẽ săn nhiều xíu để dành đi. Biết đâu cái lần trở lại thế giới thường của mình sắp tới sẽ còn á. Đây, có luôn nè. Một ngọc Ender. Hai ngọc. Còn đây là cái thứ ba. Và phía đằng kia còn có một cái tàn tích cổng địa ngục kìa các bạn. Ê, mình tận dụng nó mình đi qua thế giới thường lại cũng được á. Tiết kiệm được một mớ hắc diệm thạch luôn. Ngon. Trong này cũng có khoáng sản cho mình nữa nè. Ok đi chứ. Rồi, xây nốt thôi. À, nó còn thiếu đâu đó cỡ 2 cục nữa. Ok, mình sẽ đầu tư luôn nha. Lấy 2 cục hắc diệm thạch lắp vô. Và thêm cái hộp quẹt nữa. Rồi, xong phết. Trở về thôi. Cái này sao mình làm liều vậy ta? Nhưng mà ví dụ quăng bởi mà nó gần quá thì mình sẽ chui ngược qua địa ngục lại nha. Không để cho nó dí mình đâu. Ui. Ui, như nó gần mình thiệt các bạn ơi. Ủa đâu, hình như nó vẫn vậy hay sao á. Từ lúc mà mình quăng bển tới giờ nó không có nhúc nhích luôn. Cái khoảng cách từ đây tới đó mình thấy nó cũng xem á nha. Cơ. Ây da, mình vẫn có thời gian để chạy trốn á các bạn. Ok, chắc bây giờ mình sẽ trở lại để đi săn thêm thức ăn á. Mình sẽ dự trữ nhiều một xíu ha. Tại vì sắp tới sẽ là cái hành trình để chúng ta đi chế tạo cái Super TNT. Đây, có cái hình của nó luôn nè. Wow, một trái TNT có vẻ là cũng khá là đặc biệt đây. Không có công thức chế tạo rõ ràng. Hình như là nó bắt buộc mình phải tìm trong công trình đó các bạn à. Chứ không có cho mình chế tạo khơi khơi đâu. Ê, cần phải tới để khắc chế cái con to xác kia đó các bạn. Ừ, cũng tại nó không á. Thiệt, à đâu, tại mình chứ. Ai biểu mình chịu hồi nó làm chi. Ừ ha. Trời đất ơi. Nhưng mà cũng tại nó, ai biểu nó mạnh quá làm chi. Gì đâu mà thấy ghê hả. Mới thấy bữa nay mình yên bình được xíu các bạn. Ê, mong là cái khoảng thời gian yên bình này sẽ kéo dài thêm nhiều chút nữa ha. Oh my god, nó tới rồi các bạn ơi. Trời ơi, sao cái màu mình ăn mắm ăn muối vậy? Ủa, hồi nãy nó mới xa mình như vậy mà bây giờ nó lại tới đây rồi hả? Làng ơi, chạy đi. Ui, cái gì đây? What the heck? Trời ơi, nó kìa. Chạy. Chạy đến Golem. Chạy đi, còn đứng đây làm gì nữa. Chạy đi. Ui, no. Trời, các bác dân làng đằng đó công nhận. Chạy nhanh vậy. Rồi luôn rồi, con làng chiến này toan rồi các bạn ơi. Không biết mình có chạy kịp hay không đây. Cố lên dân làng. Trời ơi, dân làng nhỏ chạy nhanh vậy. Đợi tôi với. Ui. Nó chỉ gầm một phát thôi các bạn, là đi một khoảng đất rất là to luôn. Toan rồi. Cái tốc độ của con này nó quá là ghê gớm. Và hình như bữa nay nó đã tiến hóa lên rồi hay sao á. Mình thấy cái phạm vi ảnh hưởng của nó đã to lên thêm một chút rồi các bạn. Đây lệ. Ừ đây. Thời tới. Có nước rồi. Lên. Heo đi không. Tôi cho có gian nè. Đi không. Ui, mình không xúc heo lên được rồi. Ây. Thôi xong heo rồi. Heo bị cuốn vô rồi các bạn ơi. No. Trời. Ánh thần à. Ôi kìa. What?
Dã man thật chứ. Đi cùng rồi. Ê. Ê. Ui, xin lỗi, xin lỗi. Ây da. Có vẻ là mình tầm này có súng ống thì may ra các bạn ơi, chứ cầm cung có vẻ là hơi toan với nó. Ui, nó chiếu cái tia. Trời đất. À, hình như là bây giờ nó đã tăng cấp lên rồi. Ôi cơ. Mà hên, với tốc độ chèo thuyền của mình thì mình đang bỏ xa nó đi các bạn à. Mong là chuyến này mình vẫn chạy kịp ha. Ờ, hơi tiếc là hồi nãy mình không có mang theo được một em heo nữa hết. Tí nữa là mình cứu được một em heo vô tội rồi. Ui da. Ghê chưa. Ui, tính ra mình cũng phước lớn mạng lớn á. Gung nha, gung nha. Với cái tình hình hiện tại thì không biết tới khi nào mình mới có thể kiểu như là đánh bại được con Wither Storm này nữa các bạn ơi. Nó quá là bá đạo luôn á. Hôm nay mình mới kiểu như là tìm ra được một cái hướng khác để sắp tới chúng ta tiếp tục trên cái hành trình đánh bại nó ha. Đó chính là làm ra cái tìm ra cái Super TNT ha. Hôm nay thì cũng hên là chúng ta không có bị nó cuốn vô một lần nào hết, chỉ suýt bị thôi. Và có vẻ là nó đang mạnh dần các bạn ơi. Hy vọng là những ngày kế tiếp ở trên thế giới thường này, mình có thể tìm ra công trình nơi cất giữ trái TNT thần thánh đó và gặp nhiều may mắn trong những cái lần tẩu thoát sắp tới. Rồi, và bạn nào có nhu cầu mua Roblox cũng như là thử dân may Roblox á, thì nhớ ghé qua shop ạc của Lộc nha. Còn bây giờ thì Lộc phải xách ba lô và đi thôi các bạn ơi. Nó sắp tới nữa rồi, chạy thôi. Thì cái này như là thử thách ba cua hay sao nè. Ui thiệt thiệt thiệt. Ê! Rồi, bước vô đây. Mình ăn căng hết. Và một cái thanh đao Leviathan gì nữa nè. Ta ăn táo vàng vô ha. Mình sẽ lấy cung mình bắn nó trước. Ê! Nó gấp được mình rồi. Ui. Hên quá, nãy giờ nó không có hút chúng mình đó các bạn. Đó cũng là một cái điều khá là hên cho mình á. Ê, nó...